Cũng xin cảm ơn tất cả quý vị trong đạo tràng đã cùng con lễ bái tam bảo. Và thọ trì quy giới ạ. Dạ. Bây giờ thời gian được phải lẽ con kính dâng mít trở lại chân đức để ngài dạy bài học hôm nay ạ. Alo, 123, 123. À, quý vị nghe âm thanh của Sích Meta có vẻ hơi giật giật. À, phải không ạ? Hay là chính âm thanh của chúng tôi? Hay là chúng tôi nhiều khi nghe không rõ? Rồi, xa thủ, xa thủ. À, như vậy là cả một vấn đề ha, được truyền yếu, nhưng mà Sích Meta vẫn thể hiện tốt. Thọ trì tâm quy và ngũ giới đã hoàn thành một cách xuất sắc hả? À, cũng không nghe rõ luôn hả? À, chứ hà nó không nghe rõ luôn. Rồi dạ nghe rõ nữa. Rồi, sao mà người khi thế này khi thế kia vậy, giống như sự vô thường ha. Rồi bây giờ chúng ta bắt đầu đi vào bài học ngày hôm nay. À, câu Phật ngôn 307 đây. 307. Trước khi bước vào đề tài này, xin phép được tán dương ân đức tam bảo Ratanatra Yasawanda Mi Mutho Mahesi Arahang Tathagato Lokottamo Sappagaru Vichetthako Lokassasathaya Janadhammako Vido Vanda Mahantang Narappu Janayakan. Như Lai giác ngộ pháp màu, ngài bậc trí thức không đâu sánh bằng, thoát ly phiền não trói chăng, tối thượng giáo chủ, trí năng vô lượng, tứ đế, ngài đã tin tưởng, không minh dạy bảo, dân lương thoát trần. Con xin đảnh lễ Phật ân, đáng cho thiên chúng, nhân dân cúng dường. Tham mô bất đi bồ yá tá sá sá thu nô lô ca nó mình thá sá vi nà ká rô bồ sáp bánh nhu bút thấp bất tí phụ thí sanh nhá tô văn đà má hành tăng ná rá phù. Cha này giá cần pháp bảo với như anh vàng, như lai soi sáng, vẹt màng, vô minh, phá tan, lầm đặc chúng sinh. Đề dân Phật tổ, quang minh rõ ràng, con xin đảnh lễ pháp quang, đáng cho công chúng, nhân gian cúng dường. Sang khô quý số thô xuất át tá sát sa quốc khô xích kha xuất ca mô quốc rá thông bá xích kha khô niên đa bá sang sa đi an na đá rô quá rô quan đa má hành tăng ná ra phù. Cha này giác cần tăng bảo thinh văn Phật đà tham học môn rõ để mà thoát thân. Các ngài thanh tịnh ly trần xa lìa thế pháp phàm nhân ai bì. Con xin đảnh lễ tăng hy, đáng cho công chúng nhớ ghi cúng dường. Ratanatayateche xin tam bảo uy linh cho con tấn hóa thông minh học hành. Mong nhờ Đức Phật uy danh hộ cho con học đắc thành quả cao. Nam mô Bụt Thầy Gia. Phần tán dương ân đức tam bảo đã xong. Bây giờ chúng ta bước vào bài học ngày hôm nay ha. Câu Phật ngôn 307. Alo, quý vị thấy rõ không? À, quý vị thấy rõ ha. Rồi, câu đầu tiên. Ca sa quát cần tha ba hạ vô. Ca sa quát cần tha ba hạ vô. À, câu đầu tiên ta thấy có hai từ ha. Ca sa quát cần tha là một.
Baha Vô là hai. Bây giờ chúng ta tìm hiểu ý nghĩa của những từ này ha. Kasawakantha, đây là cái từ đầu tiên. Từ đầu tiên này có ý nghĩa thế nào? Kasawa cộng với kantha. Chữ kasawa nó là một tính từ có ý nghĩa là vàng. Nó là một danh từ trung tính ha. Akrantanapung sakalinava. Chữ kasawa nó có nghĩa là y kasa hay là y vàng, y màu vàng. Thì người ta gọi là kasa. Tiếng Việt Nam mình bỏ chữ quá sao gọi là y kasa ha. Rồi chữ kantha ở phía sau kantha, nhưng mà thật sự nó là kantha, nó là một danh từ nam tính. Akranta pumlinga. Kantha có nghĩa là cái cổ, cái đầu này, cái cổ này, cái chân này, cái tay vân vân. Thì ở đây kantha nó là cái cổ, nhưng mà chữ kantha này được chia theo chủ cách số nhiều, bà tham a bà hú quá cho nó bị pháp tí, cho nên kantha biến thành kantha. Vậy thì kasawakantha có nghĩa là nhiều người, nhiều kẻ cổ quán y cà sa. Nhiều kẻ cổ quán y cà sa. Nhiều kẻ cổ quán y cà sa. Sa thú sĩ ca như qua. Rồi chữ Baha Vô. Baha Vô ở phía sau. Baha Vô do cái từ Bahu. Do cái từ Bahu. Và cái từ Bahu này cũng được chia theo chủ cách số nhiều. Bà Tham A Bahu Vajana Vipati. Cho nên chữ Bahu nó biến thành Baha Vô. Baha Vô có nghĩa là nhiều. Nhiều. Như vậy thì cái câu đầu tiên này Kasawakantha Baha Vô, có nhiều kẻ cổ quán y kasa, có nhiều kẻ hay là nhiều người cổ quán y kasa. Rồi, nhiều kẻ của quân y ca sa. Rồi, bây giờ câu số 2 ha. Ba bát thầm ma asan nhã ta. Ba bát thầm ma asan nhã ta. Ba bát thầm ma asan nhã ta. Câu số 2 chúng ta có hai từ. Ba bát thầm ma là 1. Asan nhã ta là 2. Cái chữ ba ba thăm ma do cái từ ba ba cộng với thăm ma. Ba ba có nghĩa là xấu ác, nó là một danh từ trung tính. Akrantanapum sakalinga. Ba ba có nghĩa là điều xấu, điều ác. Rồi chữ thăm ma do cái từ thăm ma. Thăm ma là một danh từ nam tính. Akranta pumlinga. Thăm ma có nghĩa là pháp. Nhưng mà chữ thăm ma đó ở đây nó đứng làm chủ cách số nhiều. Bà thăm ma bà hú quá cho nó bị pháp tí. Bà thăm ma bà hú. Bà hú quá cho nó. Đúng rồi. Nó là một danh từ nam tính. Nhưng mà nó đứng làm chủ từ số nhiều ha.
Dhamma, có nghĩa là các pháp. Vậy thì ở đây Bava Dhamma có nghĩa là các ác pháp. Các ác pháp. Rồi. Chữ ba ba chứ không phải là ba ba. Ba ba này dễ đọc là theo tiếng Pháp là ba ba quá ha. Chữ ba ba thầm ma thì chữ ba ba có nghĩa là xấu ác. Thầm ma là các ác pháp. Vậy thì câu này là ba ba thầm ma là các ác pháp. Rồi bây giờ cái từ thứ hai. Từ thứ hai asanyata. Asanyata. Chúng ta thấy tiếp đầu ngữ a ở phía trước. Rồi thêm một tiếp đầu ngữ nữa là san. Và chữ sanyata, cái căn ngữ của nó là căn ngữ dâm. Căn ngữ này có nghĩa là thu thúc ha. Asanyata nó cũng đứng trong cái dạng chủ từ số nhiều. Bathama bahu vachana vipatti. Asanyata a là không. Vậy thì asanyata có nghĩa là không được thu thúc. Không được thu thúc. Vậy thì câu số 2 này, Bava Dhamma Asanyata, cho chúng ta ý nghĩa là không theo các pháp ác không thu thúc. Theo các ác pháp không thu thúc. Đó là ý nghĩa câu số 2. Bava Dhamma Asanyata. Rồi bây giờ chúng ta đến câu số 3 ha. Câu số 3. Bava Bhavehi Kammehi. Ba 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 bê hi cầm mê hi. Ba 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 bê hi cầm mê hi. Câu số 3 chúng ta có 3 từ ha. Ba ba là 1. Ba bê hi là 2. Cầm mê hi là 3. Vậy thì chữ ba ba do cái từ ba ba, nó là một danh từ nam tính. A karanta pung rinh ga. Và chữ ba ba này được chia theo chủ cách số nhiều. Bathama bahu vachana vipatti. Cho nên ba ba biến thành ba ba. Ba ba là những kẻ xấu. Ba ba là những kẻ xấu. Rồi chữ ba bê hi. Ba bê hi. Chữ ba bê hi. Ở đây do cái từ ba ba, nhưng mà nó được chia theo sử dụng cách số nhiều. Sử dụng cách số nhiều có nghĩa là ta tỳ gia nguyện phát ti bà hữu quá chà na. Cho nên chữ ba ba biến thành ba bê hi. Ba bê hi là bởi các pháp ác, bởi các điều ác, hay là do các điều ác, do các pháp ác. Chữ ba bề hi. Bởi các pháp ác, bởi các điều ác, do các pháp ác, do các điều xấu, vân vân ha. Rồi chữ cầm mê hí là chữ cuối cùng trong câu số 3. Cầm mê hí do cái từ cầm á. Cầm á là một danh từ trung tính. Akaranta napum sakalinga.
Kamma ở đây được chia theo sử dụng cách số nhiều. Ta thì giao quỷ phát tí và hữu quá trình á. Cho nên vậy kamma biến thành kammehi. Kammehi là do các hành động bởi các nghiệp. Chữ kamma này cũng do cái động từ karoti mà ra ha. Rồi như vậy câu thứ ba này cho chúng ta ý nghĩa do các nghiệp ác do các nghiệp ác ba từ tiếng Việt dịch là bốn từ ba từ của Pali tiếng Việt dịch là bốn từ của tiếng Việt bởi các ác nghiệp cũng giống nhau. Rồi bây giờ câu cuối cùng ha. Ni là dân tê upabat chà rê ni ya ni ra dân tê upabat chà rê ni là dân tê upabat chà-rê. Chữ ni là dân chúng ta đã học rồi có nghĩa là địa ngục hay là khổ cảnh. Ni ra dân, ni ra dân ở đây chúng ta hiểu đó là địa ngục ha. Chữ tê, tê là chúng nó, những người đó, những kẻ xấu. Chữ tê âm chỉ số nhiều. Rồi upabacchare, upabacchare chúng ta thấy tiếp đồng ngữ upa. Upa ở phía trước có nghĩa là gần, là cạnh, là kế bên. Upa là gần, là cạnh, là kế bên. Rồi bacchare, bacchare do căn ngữ bát. Căn ngữ bát ở đây ý nghĩa là đi đến ha, đi đến. Nó là một động từ số nhiều ha. Thì ở đây upabacchare có nghĩa là bị sanh vào địa ngục, bị sanh vào hay là đi tái sanh, bị sanh vào hay là đi tái sanh hay là đi đến upabacchare. Căn ngữ bát, căn ngữ bát, chữ bát này là chữ D chứ không phải chữ G ha, xích nhiều quan, bởi vì cái gốc của nó tức là gác chặt tí, chữ bát là chữ, đúng rồi chữ D, bị vào hay là đi tan sành. Vậy thì cái câu cuối này, ni ra dân te upapacchare, những kẻ xấu ấy bị sanh vào địa ngục, những kẻ xấu ấy bị sanh vào địa ngục hay là những kẻ xấu bị sanh vào địa ngục. Như vậy câu Phật ngôn 307 chúng ta đã tìm ra ý nghĩa của từng từ và gom lại. Có nhiều kẻ cổ quán y ca sa thực hành theo pháp ác không thu thúc, do các ác nghiệp
những kẻ xấu ấy bị sanh vào địa ngục. Có nhiều kẻ của Quán Y Kassa theo các pháp ác không thu thúc, do các ác nghiệp kẻ xấu, những kẻ xấu bị sanh vào địa ngục. À, đó là ý nghĩa câu Phật ngôn 307. Và ngài Hòa Thượng Giới Đức đã phổ thơ Lục Bát thế này: xuất gia tâm chẳng xuất gia, bao nhiêu xấu ác trong nhà còn y, đồng đầy hưu quận sân si, mở cửa địa ngục mà đi hưởng nhà. Này kỳ quá hả, địa ngục là khổ mà sao mà ngài Hòa Thượng nói xuống đó hưởng nhà, không biết nữa ha. À, lối dịch của ngài Giới Đức kỳ quá: xuất gia tâm chẳng xuất gia, bao nhiêu xấu ác trong nhà còn y, lòng đầy hưu quận sân si, mở cửa địa ngục mà đi hưởng nhàn. Đáng lẽ là hưởng nhàn ở trên thiên giới, ở nơi những cảnh an vui, đây mà đi hưởng nhàn mà ở cảnh địa ngục thì không biết làm sao nữa. Này quý vị thắc mắc thì hôm nào gặp Hòa Thượng Giới Đức hả, hỏi nghe, chắc cái chỗ này thấy cũng kỳ kỳ. À, riêng ngài Hòa Thượng Minh Châu ngắn gọn: nhiều người khoác ca sa ác hạnh không nhiếp phục, người ác do ác hạnh phải sanh cõi địa ngục. Nhiều người khoác ca sa ác hạnh không nhiếp phục, người ác do ác hạnh phải sanh cõi địa ngục. À, nói lái hả? Nói lái, cái chỗ này đâu có chỗ nào nói lái đâu. À, đây là một sự ẩn dụ, nó mẹo. À, có người nói lái không chịu, nó mẹo à. À, rồi nói gì thì nói, đó là chuyện của người ta. Còn bây giờ cái chuyện ở đây là học. Ừ. Rồi thì tí nữa có thời gian, lo lái hay lo mẹo cứ vô tư ha. Bây giờ học ha. Alo, câu 1, câu 2. Đánh nhanh rút gọn nghe bà con. À, hôm nay chúng ta có công việc. À, vì miếng cơm manh áo, phải nghỉ sớm một chút. À, câu 1, câu 2. Ca sa quá cành thà bá hát vô bà bá thầm mà á sành nha tà. Ca sa quá cành thà bá hát vô bà bá thầm mà á sành nha tà. Ca sa quá cành thà bá hát vô bà bá thầm mà á sành nha tà. Ai, quý vị cố gắng ha. Đừng có dừng lại bá hát vô cuối câu đầu. Đọc một lèo như vậy. Ca sa quá canh thà bá hà vô bà bá thầm mà á sành nha tà. Tới chị ta này là quý vị mệt nghỉ rồi phải không? Sung sướng. Có chỗ mà chúng ta dừng lại để mà nghỉ. Khi học những câu Phật ngôn này, quý vị thấy câu số 2, cuối câu nó là trường âm, thì chúng ta nên quan hỷ. Bởi vì khi học cái câu này tới câu số 2, cuối câu là trường âm, thì chúng ta rất là sung sướng. À, bởi vì thì dừng lại cuối câu số 2 là sức lực của chúng ta sung mãn, chứ không phải là đọc liền một hơi như vậy rồi muốn nghỉ cũng khó khăn. À, nhưng mà bây giờ chúng ta đọc tới cuối câu số 2, chúng ta dừng lại và tìm hiểu trường âm, đoạn âm, coi rằng chúng ta đọc đúng hay là sai. À, cái điều đó thì trách nhiệm của quý vị bắt đầu làm việc đây. Alo, mến chào, xin chiếc lá mùa xuân đi học trễ ha. Rồi, bây giờ mời Sít Quanh phân tích cái câu 1, câu 2, trường âm, đoạn âm như thế nào đây. Alo, Sít Anh Phan. À, xà thu, xà thu.
Dạ mô Phật, con kính đảnh lễ ngài Chí Đức. Dạ, con kính chào đạo tràng. Sau đây con xin đọc hai câu Phật ngôn 307 nha. Ca sa quá kha quá quá khanh quá khanh quá khanh tha bá há gồ bà bá thầm mà á sanh nhá tà ca sa quá cành thà bá há gồ bà bá thầm mà á sanh nhá tà. Dạ con xin phân tích câu trường âm đoạn âm ạ. Dạ ca là dạ để con dạ ca là trường âm thông thường. Dạ bá là trường âm nhấn, hành là thâm là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, ma là trường âm thông thường, á là đoạn âm. Dạ đây con phân tích cái câu một là có hai trường âm thông thường, một trường âm nhấn và một trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Dạ con phân tích câu số 2 á là đoạn âm, xá là trường âm, ná là đoạn âm, ta là trường âm thông thường, tha là trường âm thông thường, ta là trường âm thông thường, dạ có hai đoạn âm, một trường âm nhấn và một trường âm thông thường. Dạ câu này không có trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Dạ con xin sư chỉ dẫn cho con ạ. Dạ dạ con. Alo sư Quỳnh. Vâng, sự khởi đầu nan ha, nhưng mà gian nan đừng có nản ha. À, sư Quỳnh, câu 1, câu 2, bởi vì đó là người đầu tiên, cho nên quý vị cũng thông cảm. À, nhưng mà sự thông cảm của quý vị chẳng có tặng một cành hoa khuyến khích gì hết, mà trống lắc như vậy. À, như vậy chắc là sư Quỳnh cũng xét lại ha. Tại sao mình phân tích mà không ai hưởng ứng? Bởi vì phân tích sai. Cái sai ở đây tức là vạn sự khởi đầu nan, tại lên đầu tiên cho nên run. Chứ thật sự ba cái này á, ở nhà thì thoải mái, nhìn vô sách vở thì vô tư, nhưng mà khi cầm cái mic này nó giật làm sao á, nó làm cho sĩ quan coi như mất bình tĩnh. Rồi bây giờ xin mời Sĩ Hà Hoàng Nghị nhắc cho Sĩ Quỳnh biết những cái chỗ mà bị vấp không được tự tin. Rồi mời Sĩ Hà ha. Dạ Nam Mô Bụt Đại Giá, Nam Mô Thầm Đại Giá, Nam Mô Sầm Khà Giá. Dạ con kính đảnh lễ ngài Trí Đức, con kính chào đạo tràng. Dạ thưa con xin đọc Kinh Pháp Cú 307. Ca sa quá cần thà ba ha vô ba 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 thầm mà a sằng nhà nhá tà a sằng nhá tà. Con xin đọc lại. Ca sa quá cần thà ba ha vô ba ba thầm mà a sằng nhá tà. Câu một, ca sa là hai trường âm thông thường, quá là đoạn âm, can là trường âm nhấn, tha là trường âm thông thường, bá há là hai đoạn âm, vô là trường âm thông thường,
trong câu 1 con thấy có 4 trường âm thông thường: ca, sa, tha và vô. Có một trường âm nhấn là can, và có 3 đoạn âm quá, bá, há, không có trường âm đọc giọng nguyên âm. Câu số 2, con thấy có 3 là trường âm thông thường, bá là đoạn âm, thâm là trường âm nhấn, ma là trường âm thông thường, á là đoạn âm, san là trường âm nhấn, ngá là đoạn âm và ta là trường âm thông thường. Trong câu 2 con thấy có 3 trường âm thông thường: ba, ma và ta. Có 2 trường âm nhấn là thâm và san. Có 3 đoạn âm là bá, á, yeah, bá, á và nha. Dạ, yeah. Yeah, con xin xin mít có sai, xin ngày sửa. Alo, 123, 123, ca sa quá canh tha, bá vô ba, bá thông ma, á sanh nha ta. Alo, Sĩ Thiền Vũ, có phân tích giống như là Sĩ Hà hay không? Alo, mời Sĩ Thiền Vũ. Alo, sao Sĩ Thiền Vũ thấy cái câu này khó quá, đưa tay đầu hàng ha. Rồi, bây giờ Sĩ Quang là xin sửa sai, nhưng mà bây giờ nghe Sĩ Thiền Vũ trước đi. Rồi khi đó mới thấy mình sai chỗ nào ha. Mời Sĩ Thiền Vũ. Dạ, con xin kính đảnh lễ sư, con xin kính chào quý đạo hữu. Dạ, từ nãy giờ con nói mà con không biết là con bị rớt. Bây giờ con nói mọi người nghe rõ chưa ạ? Dạ, con xin phân tích lại câu 1, câu 2 ạ. Ca sa ta can tha ba ha vô ta pa tham ma a san nha tha. Con xin phân tích câu 1. Ca sa, hai trường âm thông thường. Vá là đoạn âm. Can là trường âm nhấn. Tha là trường âm thông thường. Bá, há là hai đoạn âm, vô là trường âm thông thường. Trong câu 1 có 4 trường âm thông thường: ca, sa, tha, vô, một trường âm nhấn, khan, và 3 đoạn âm, bá, bá, há. Câu 2 có 1, tha là trường âm thông thường, thá là đoạn âm, thăm là trường âm nhấn, ma là âm thông thường, á là đoạn âm, san là trường âm nhấn, nhá là đoạn âm, ta là trường âm thông thường. Trong câu 2 có 2 loại trường âm, một trường âm là trường âm nhấn và trường âm thông thường. Trong đó có 3 trường âm thông thường: tha, ma, ta, 2 trường âm nhấn: thăm, san, và có các đoạn âm: thá, á, dạ, na, nhã, nhá. Dạ, con xin hết, con xin sư sửa cho con ạ.
À, sa thủ không có gì để mà nói ha. Như vậy thì Sít Oanh, tại như sau khi bà Sít Thiện Vũ, Sít Hà phân tích thì Sít Oanh cũng thấy có những cái sự coi như là lúng túng của mình, muốn sửa sai, nhưng mà thôi được rồi, chúng ta sẽ sửa sai trong cái phần đọc nguyên bài nha. Và khi đó nếu mà cái trường âm mà chúng ta đọc ra bản âm thì đó là sai, mà trường âm mà chúng ta đọc thành trường âm thì đó là đúng ha. Rồi như vậy câu 1, câu 2 thông qua nha. Ca sa quá cành thà bá hóc vô bà bát hồng mà á sanh nha tà. Bây giờ chúng ta tiếp tục câu 3 và câu 4. Ba 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 bề hi cầm mề li ra dần tề u ba phát cha về. Ba 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 bề hi cầm mề hi li ra dần tề u ba phát cha về. Ba 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 bề hi cầm mề hi li ra dần tề u ba phát cha về. Câu 3, câu 4. Rồi bây giờ chị Oanh bỏ tay xuống đi, trời ơi đưa bàn tay về cắn trở lên lưu thông của người khác. Sĩ Quan, bây giờ những người khác, bây giờ chúng ta tiếp tục. Xin mời chiếc lá mùa xuân, câu 3, câu 4. Alo, xin chiếc lá mùa xuân. Dạ, con xin kính lãnh lễ sư Trí Đức và con xin đạo tràng. Con xin đọc câu 3, câu 4. Ba bề hi cầm mê hi cầm mê hi dạ con xin đọc lại. Ba bề hi cầm mê hi ni ra dần tề ấp 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 cha rề hi ra dần tề ấp ấp bắc u ba bắc cha rề ba bề hi cầm mề hi ni ra dần tề u ba bắc cha rề ba là ba trường âm thông thường, b là trường âm thông thường, hi là đoạn âm, căm là trường âm nhấn, mê là trường âm thông thường, hi là đoạn âm. Vậy câu này có trường bốn trường âm thông thường, ba một hai ba bốn năm trường âm thông thường, một trường âm nhấn và hai đoạn âm. Câu bốn thì ní là đoạn âm, ra là đoạn âm, dần là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, tê là trường âm, ú là đoạn âm, bá là đoạn âm, bách là trường âm nhấn, chá là đoạn âm, rê là trường âm thông thường. Thì câu 4 có 1 hai một trường âm đọc theo giọng nguyên âm, một trường âm nhấn, hai trường âm thông thường và một hai ba bốn đoạn âm. Dạ con xin đọc lại câu 3 với câu 4 như sau. Ba bề hi cầm mề hi ni ra dần tề úp bắp bắt cha rề. Ba ba
ba ba ba bê hi cầm mê hi ni ra dằng tê úp ba bát cha rê. Dạ con xuống bên ạ. Alo, 1, 2, 3. Chiếc lá mùa xuân chậm rãi nhưng mà rõ ràng. Ồ, cũng nhận được hoa nhiều quá ha. Khi mà đã nhận hoa nhiều như vậy chứng tỏ là phân tích chính xác ha. Rồi, xin mời Sít niệm từ Quan Hỷ, câu 3, câu 4. Alo, xin niệm từ, có chốc máy không ạ? Dạ, Nam Mô Buddhaya, Nam Mô Dhammaya, Nam Mô Sanghaya. Con kính định lễ sư trí đức. Dạ, con kính chào đạo tràng. Dạ, cảm ơn đạo tràng cho con biết tín hiệu tốt. Dạ, con xin phân tích hai câu số 3 và số 4. Ba 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 bê hi kham mê hi ni ra yang tê u ba chắc cha rê. Dạ, con phân tích câu số 3. Ba ba là trường âm thông thường. Ba trường âm thông thường, B trường âm thông thường, hí là đoạn âm, thâm là trường âm nhấn, mê là trường âm thông thường, hí là đoạn âm. Dạ, như vậy trong câu số 3 thì chỉ có hai loại trường âm thông thường thì có ba 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 B, mê. Dạ, trường âm nhấn chỉ có một là khâm, còn bao nhiêu là đoạn âm. Dạ, con xin phân tích câu số 4. Ni ra dằng tê u ba bắc cha rê. Ní là đoạn âm, rá đoạn âm, dăng là trường âm đọc theo dòng nguyên âm, tuê tê là đoạn, trường âm thông thường, ú là đoạn âm, bá là đoạn âm, bắc là trường âm nhấn, chá là đoạn âm, rê là trường âm thông thường. Vậy trong câu số 4 thì có ba đủ ba loại trường âm, thưa sư. Trường âm nhấn có một là bắc, trường âm đọc theo dòng nguyên âm có một là dân, còn trường âm thông thường thì có t và r. Dạ, đoạn âm thì có ní, rá, ú, bá, chá. Dạ, thưa sư, con đã phân tích xong và con có sai, xin ngài sửa lỗi dùm con ạ. Con xin dâng mít lại cho ngài. Nam mô Bố Tha. Dạ. Alo, xin niệm từ, cũng đã hoàn thành bổn phận của mình ha. Rõ ràng, chính xác. Rồi, bây giờ xin mời thêm người nữa, tâm nhân đồng hành ha. Xin mời Sister Man, sao hôm nay đến với đạo tràng tập thể dục dữ vậy? Mượn cái đạo tràng này làm cái sân tập hay sao vậy? Mời Sister Man, câu 3, câu 4. Dạ, thưa thầy, cho con xin phân tích câu 3 và câu 4 của câu pháp cú 307. Ba 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 bê hi cầm mê hi nê gia dặn tê u ba bắc cha dê. Chữ ba 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 bê là bốn trường âm thông thường, chữ hí là đoạn âm, chữ cầm là trường âm nhấn, chữ mê là trường âm thông thường, chữ hí là đoạn âm. Ni gia rằng tề u ba bắc cha rề, ní là đoạn âm, rá là đoạn âm, văn là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, tê là thông thường, ú là đoạn âm, bá là đoạn âm, bắc là trường âm nhấn, chá là đoạn âm, rê là trường âm thông thường. Dạ con xin hết, xin sư thầy sửa bài cho con. Alo, Sister Man này sao bị ăn liền ha? Đánh nhanh rút lại.
Trong câu 1, câu 2 thì quý vị coi như chưa có hòa nhập, cho nên hơi chậm rãi một chút. Nhưng mà câu 3, câu 4 này thì những cái vị sau này đánh nhanh rút lẹ mà chúng ta thấy rằng rõ ràng chính xác hơn ha. Ở đây không có hơn thua, nhưng mà nói lên cái vấn đề sự tiến bộ của quý vị ha. Một cái vấn đề mà vượt lên chính mình. Dầu Sister Man có mượn cái diễn đàn này làm cái nơi tập thể dục thẩm mỹ, nhưng mà cũng ngắn gọn rõ ràng, âm thanh tốt, đường truyền tốt. Như vậy là cái phần trường âm đoạn âm, như vậy chúng ta cũng đã ổn định ha. Rồi bây giờ đi vào bài học. Phân tích được như vậy nhưng mà đọc có thành công hay không, đó là điều quan trọng. Bây giờ chúng tôi đọc trước rồi quý vị tiếp tục ha. Ca sa wa can tha ba ha bo ba ba tham ma a san ya ta ba 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 be hi cầm be hi ni ra yang te u pa pat cha re. Ca sa wa can tha ba ha bo ba ba tham ma a san ya ta ba 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 be hi cầm be hi ni ra yang te u pa pat cha re. Ca sa wa can tha ba ha bo ba ba tham ma a san ya ta ba 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 bê hi cầm bê hi ni ra dần tề u ba bách cha rề. Nhiều người khoa cả xa ác hạnh không nhiếp phục, người ác do ác hạnh phải sanh cõi địa ngục. Rồi bây giờ xin mời bàn tay của quý vị đừng có bốt bài của Hòa Thượng Giới Đức ha, bởi vì cái bài nào chúng ta không có thời gian thì cái phần đọc á, thì quý vị sẽ đọc phần tiếng Việt của Ngài Hòa Thượng Minh Châu, nó sát với những cái câu Bali mà chúng ta học. Còn Ngài Hòa Thượng Giới Đức á, nhiều khi ví von đi xuống địa ngục là khổ, mà gọi là đi xuống cái cõi khổ để hưởng nhàn, thì thôi chúng ta đừng có bắt chước kiểu đó ha. Học theo cái kiểu của Ngài Hòa Thượng Minh Châu đi ha, tức là ngắn gọn, vì thời gian của chúng ta không có, mong quý vị thông cảm. Rồi mời Siết Mê Ta mở màn. Dạ. Mô Bụt Thầy. A Giá Nam A Giá Nam A Con. Đại Đức cũng tăng đảnh lễ quý cô nữ. Dạ. Con xin bài câu pháp của 307 ạ. Ca sa qua cảnh tha vô ba ba tham ma a san nha ta ba ba bê hi cầm mê hi ni ra yang tê u bát cha rê ca sa wa cảnh tha ba vô ba ba tham ma a san nha ta ba 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 bê hi cầm mê hi ni ra yang tê u ba bát cha rê. Nhiều người khoác cà sa ác hạnh không nhiếp phục, người ác do ác hạnh phải sanh cõi địa ngục. Đó là bản dịch của Hòa Thích Minh Châu. Ca quanh ta bô ca ba thăm ma a sanh nha ta ba 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 bê hi cầm mê na yang tê U-ba-bát cha-rê. Dạ, con không thấy bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ, thôi một lát nữa thì con cũng bận, không có trái máy được, cũng xin kể luôn. Ca sa wa ca wa can tha ba ha wo ba ba tham ma a san ta
ba ba bê hi cam mê hi hi a di ba ba đề ba sa ba ba ha wo ba 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 tham ma an nha ta ba 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 bê hi cam mê hi đi ra dân tê ô ba ba dạ thưa con xin xuống chạy xin nghe con. Alo. À, cảm ơn cô Như Quang cho con biết tín hiệu. Nam mô Buddha giá, Nam mô Thamma giá, Nam mô Sangha giá. Con kính lễ lễ ân đức chư Phật, ân đức giáo pháp, ân đức chư Tăng. Con kính lễ lễ thượng tọa chi đức cùng chư tôn đức Tăng. Con kính chào với cô tu nữ hùng quý của chú Phật tử trong đạo tràng. Dạ, con xin đọc câu kinh Pháp Cú số 307. Ca sa wa can tha ba ha gu pa pa tham ma asan nhat ta ba 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 be hi can me hi ni cha rằng te u ba pa cha gì ca sa wa can tha ba ha gu pa pa tham ma asan nhat ta pa 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 pe hi cam me hi ni sa rằng te u ba pa cha gì ca sa wa can tha ba ha gu pa 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 tham ma asan nhat ta pa 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 pe hi cam me hi ni sa rằng te u ba pa cha gì ca sa wa can tha ba ha gu pa pa tham ma asan nhat ta pa 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 pe hi cam me hi ni sa rằng te u ba pa cha gì nhiều người khoác cà sa ác hạnh không nhiếp phục người ác do ác hạnh phải sanh cõi địa ngục. Đó là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ, con đã đọc bài xong ạ. Và bây giờ con kính mời bàn tay kế tiếp ạ. Nam mô Buddha giá. Nam mô Buddha giá, Nam mô Thamma giá, Nam mô Sangha giá. Và con kính xin đọc bài. Ca sa wa can tha ba ha vô ba ba tham ma a sa nya ta ba ba bê ba ba bê. Dạ con sám hối, con xin đọc lại. Ba 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 bê hi cầm mê hi ri ra dặn tê u ba bách cha rê ca sa wa can tha ba ha vô ba ba tham ma a sa nya ta ba 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 bê hi cầm mê hi ri ra dặn tê u ba tê u ba bách cha rê ca sa wa can tha ba ha vô ba ba tham ma a sa nya ta ba 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 bê hi cầm mê hi ri ra dặn tê u ba bách cha rê nhiều người khoác cà sa ác hạnh không nhiếp phục người ác do ác hạnh phải sanh cõi địa ngục. À, bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Và con xin kính mời vị kế tiếp.
Dạ, Nam Mô Bụt Thaya, Nam Mô Thamaya, Nam Mô Sangkhaya. Một lần nữa con kính đảnh lễ sư trí đức và con kính đảnh lễ chư tôn đức trong đạo tràng. Con kính chào đạo tràng và con xin trả bài câu pháp cú số 307. Dạ, cảm ơn đạo tràng. Ca sa wa can tha ba wo ba ba tham ma asan nya ta ba 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 he hi kham me hi ni ra yang te upapak cha re ca sa ca khan ca sa wa can ta ba ba. Dạ, xin con xin đầu lại. Ca sa wa can tha ba wo ba ba tham ma asan nya ta ba 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 he hi kham me hi ni ra yang te upapak cha re. Dạ, con xin bản chuyện ngữ của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Nhiều người khoác cà sa, ác hạnh không nhiếp phục. Người ác do ác hạnh phải sanh cõi địa ngục. Dạ, đó. Con đã đọc xong rồi. Con có sai. Dạ, xin Ngài sửa lại dùm con ạ. Dạ, mình tự kính mời đạo tràng lên cho bài tiếp. Dạ, Nam Mô Bụt Thaya. Alo. Dạ. Dạ thưa. Dạ cảm ơn Thiện Vũ. Dạ thưa thầy, cho con xin trả bài câu kinh pháp cú số 307. Ca sa va can tha ba ha vô ba ba tham ma a san nya ta ba 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 be hi cầm mê hi ni ya rằng hi ni ya rằng tề u ba bắc cha về ca sa va cầm tha ba ha vô ba ba tham ma a san nya ta ba 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 be hi cầm mê hi ni ya rằng tề u ba bắc cha về ca sa va cầm tha ba ha vô ba ba tham ma a san nya ta ba 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 bê cầm mê ni ya yang tê u ba bắc cha rê. Bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Nhiều người khoác cà sa, ác hạnh không nhiếp phục. Người ác do ác hạnh, phải sanh cõi địa ngục. Dạ con xin hết, xin thầy sửa bài cho con. Dạ, con kính xin kính đảnh lễ ba ngôi tam bảo, con kính đảnh lễ sư trí đức và con kính chào đạo tràng. Dạ, con đọc à. Ca sa va can tha ba ha vô ba ba ta ma a san nya ta ba 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 pe hi ca ca me hi ni ga jam te up ba ba cha re ca sa va căn tha ba ha vô ba ba ta ma a san nya ta ba 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 pe hi cam me hi ni ga yam te up pa cha re. Nhiều người khoác cà sa, ác hạnh không nhiếp phục. Người ác do ác hạnh phải sanh cõi địa ngục. Của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ con xin hết ạ. Con xin xuống mít đây. Con xin cảm ơn ạ. Dạ, con mô Phật, con kính lãnh lễ Ngài Chí Đức, con kính chào đạo tràng. Sau đây cho con xin đọc bài ạ. Ca sa quá canh tha báp hát phát bá há gô bá há gô bà bá thầm mà á sành nhá tà bà bà bề hí thành mề hí ní ra dần tề ú bá bách chá rề ca sa quá khành thà phá há gồ bà phá bá thầm mà á sanh nhá tà bà bề hí khành mề hí ní ra dần tề ú bá bách chá rề. Dạ, con xin đọc bài dịch nè. Nhiều người khoác cà sa, ác hạnh không nhiếp phục. Người ác do ác hạnh phải sanh cõi địa ngục. Do Hòa Thượng
Thích Minh Châu dịch ạ. Dạ con xin xuống mic. Dạ con xin kính đảnh lễ ngài sư Chí Đức và con kính chào đạo tràng. Con xin trả bài câu 307. Kasa wakantha bahavo ba patthama asannata ba pa pa pe hi kam me hi nirayang te upapacchare kasa wakantha bahavo ba patthama asannata ba pa pa pe hi kam me hi nirayang te upapacchare. Nhiều người khoác áo cà sa, ác hạnh không nhiếp phục. Người ác do ác hạnh phải sanh cõi địa ngục. Cà sa quá cành thà bá ha vô bà bát thầm mà ác sanh nhát tà. Bà bế hi cầm mê hi ni ra dần tệ út bá bát cha rê. Con không có bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Giờ con xin xuống mic ạ. Alo, 1, 2, 3, 1, 2, 3, quý vị nghe rõ ha? Xà thủ, quý vị rất tuyệt vời. Giọng đọc của quý vị rất là ổn. Riêng Huynh Chân Tâm rõ hơn chút nữa thì hay. Cầm mê hí, chữ cầm mê hí. Huynh Chân Tâm đọc là cấm mê hí. Cấm mê hi thì như vậy chưa được rõ ràng cái từ cấm mê hi chỉ có vóc có chút xíu nhưng mà quý vị rất là tiến bộ. Bây giờ chúng tôi ôn lại rồi đi vào duyên sự ha. Hôm nay khỏi đọc kệ đi. Nếu mà đọc kệ thì quý vị có thời gian sau, quý vị có thời gian có thể đọc kệ hoặc rồi sinh hoạt tự do. Bây giờ chúng tôi xin ôn lại và đi vào duyên sự. Ca sa quá cành thà bá hao vô ba bá thầm ma a sanh nhá ta ba 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 bê hi cầm mê hi ni ra dần tê u bá bá chá rê. Nếu mà chúng ta chia ra làm hai như vậy á thì cái giọng đọc của chúng ta sẽ mạnh, sẽ bảo tồn về sinh lực này, về hơi sức nè, và chúng ta cảm thấy có hồn hơn ha. Quý vị chú ý, khi nào một câu Phật ngôn nào câu số 2 á, một cuối câu là trường âm thì chúng ta cảm thấy hạnh phúc. Câu số 2 mà phía sau cùng nó là đoạn âm thì chúng ta hơi mệt mỏi một chút. Nhớ ha, đọc một lần hai câu. Ca sa quá cành thà bá vô ba bá thầm ma a sanh nhá ta ba 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 bê hi cầm bê hi ni ra dần tê u ba bát cha rê. Hoặc là quý vị hơi sức nhiều thì quý vị làm liền một hơi. Ca sa quá cành thà bá vô ba bá thầm ma a sanh nhá ta ba 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 bê hi cầm bê hi ni ra dần tê u ba bát cha rê. Hơi sức của quý vị nhiều á thì quý vị làm một hơi như vậy ha. Ca sa quá cành thà bá vô ba bá thầm ma a sanh nhá ta ba 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 bê hi cầm mê hi ni ra dần tê u ba bát cha rê. Nhiều người khoác ca sa, ác hạnh không nhiếp phục. Người ác do ác hạnh phải sanh cõi địa ngục. Với giọng đọc trong cái câu Phật ngôn 307 này, có người thắc mắc nói sao cái câu này nó có nhiều phụ âm, nó có nhiều phụ âm thầm má.
thâm má quá à, đó là cái sự thắc mắc của huynh quang ha. Ở đây chữ thâm má không có mà chỉ có thâm ma thôi ha. À, ba ba thâm ma, chân ba thâm ma và phụ âm ở đây nhiều thì thấy, chúng ta thấy cũng không có nhiều bao nhiêu, có nhiều bài phụ âm nhiều hơn, khó đọc hơn. Bài này thì tương đối dễ đọc ha. À, ý kiến của huynh quang coi như không chính xác. À, nhiều phụ âm thâm má quá à, nhưng mà đây ba bát thâm ma là ác pháp à, chữ thâm ma chứ không phải là chữ thâm má. Nếu mà thiếu sai là quên bỏ dấu huyền thôi ha, quên bỏ dấu huyền. À, còn vì thâm má mà sư ở, trời ơi ai biểu nhớ má làm chi mà thâm à, ở đây chỉ thâm ma rõ ràng chứ thâm má đâu mà thâm má à, huynh quang nè. Câu số 2, ba bát thâm ma a san nha ta, thâm ma chứ không phải thâm má ha. À, thâm má là chứng tỏ người con có hiếu, nhưng mà với câu Phật ngôn này á không có nói về má mà nói về ma. Rồi bây giờ chúng ta đi vào duyên sự ha. À, câu Phật ngôn 307 được Đức Phật thuyết ra khi Ngài ngự tại chùa Kỳ Viên, đề cập đến những khổ nhân tạo ác nghiệp. À, Ngài Mukvalana và Ngài Lakhana từ núi Linh Thứu Vuchaguta, à, các ngài từ trên đó đi xuống để khất thực thì thấy một con ngạ quỷ hình dáng một bộ xương. À, đại đức Mục Kiền Liên mỉm cười, và khi thấy ngài Mục Kiền Liên cười như vậy thì đại đức Lắc Hành Á mới hỏi: thưa tôn giả, lý do gì mà ngài mỉm cười? Này hiền giả, lúc này không phải thời. Hiền giả, nếu có hỏi tôi thì khi nào có mặt Đức Thế Tôn? Và sau khi về đến chùa Kỳ Viên, đại đức Lắc Khánh Á lại vấn hỏi, thì ngài Mục Kỳ Viên trả lời: này hiền giả, tôi từ núi Gichakuta đi xuống đã thấy con ngạ quỷ đắp y màu vàng hình dáng một bộ xương đang phừng phừng lửa cháy trên hư không. Đức Phật mới giải thích rằng đó là hậu quả của một kiếp sống làm tăng sĩ, nhưng mà ô nhiễm trong thời giáo pháp của Đức Phật Kassapa. Và Đức Phật ngài đã thuyết lên câu Phật ngôn 307 này: ca sao quá cành thà phá áo bồ bà bất thồng mà á sành nhá tà bà bề hí cầm mề hí ni ra dần tề u bá bát chạ rề. Ca sao quá cành thà bà hào bồ bà bất thồng mà á sành nhá tà bà bề hí cầm mề hí ni ra dần tề u bá bát chạ rề. Nhiều người khoác cà sa ác hành không nhiếp phục, người ác do ác hành phải sanh cõi địa ngục. À, khi mà câu Phật ngôn này chấm dứt thì rất nhiều người chứng đắc đạo quả dự lưu. Duyên sự này cho chúng ta thấy ngạ quỷ bộ xương bởi nghiệp chi lửa hồng thiêu đốt bát thiêu y. Vào thời Phật Tổ Tên Ca Diếp có những tỳ khưu đức giới quy, đến nay trên đỉnh núi Linh Sơn chưa vắng hình ma quắc y vàng, lúc sống làm sư chuyên dối thế. À, như vậy thì câu Phật ngôn này cho chúng ta một ý nghĩa như thế nào? Kính thưa quý vị, nhiều người khoác cà sa ác hạnh không như phục, người ác do ác hạnh phải sanh cõi địa ngục. À, một câu nói mà chúng ta hay nghe lúc còn trẻ,
Cắt Ké là mẹ Kỳ Nhông, Kỳ Nhông là ông Kỳ Đà là cha Cắt Ké. Và cứ lòng vòng như vậy. Nó đi nó lại không có lối thoát. Cắt Ké là mẹ Kỳ Nhông là ông Kỳ Đà là cha Cắt Ké, vân vân. Và dòng dòng như vậy thì chúng ta thấy dòng dòng không có lối ra ở trong một cái gút, trong một cái sự trói buộc bên của ái dục, mà ngục, ngạ quỷ, súc sanh, Atula, đó là bốn khổ cảnh, là nơi thường trú của những chúng sanh tạo ác nghiệp. Và chúng ta nằm trong bốn cái cảnh khổ đó nhiều hơn là những cái cảnh an vui. Cây khô xuống đất cũng khô, phần nghèo đi đến chỗ mô cũng nghèo. Tức là cái tâm của chúng ta giống như giọt nước. Và giọt nước, quý vị nghe không rõ ha? Alo, 123123, quý vị nghe rõ không ạ? Sao mà chị Nhật Quỳnh nó hôm nay thì thầm phèo phào ha? Quý vị nghe rõ không? Mức độ lên tới 31 rồi. Mấy bữa trước là mới 26, bữa nay 31, như vậy là cũng tiến bộ rồi nhé. Hôm nay thì thầm ha. Thôi bây giờ trong cái sự thì thầm đó, ủa, cũng vậy thôi chứ đâu có cái gì đâu. Như vậy thì cho vấn đề cho Phật ngôn này ám chỉ về cái gì? Cây khô, vấn đề cho Phật ngôn này ám chỉ về cái gì? Cây khô xuống nước cũng khô, phận nghèo đi đến chỗ mô cũng nghèo. Nói đến cái chỗ mà cái từ mà địa phương, chắc là huynh quan nghe rõ ha. Đi đến chỗ mô cũng nghèo. Có nhiều vị không hiểu chữ mô là sao. Mô tê răng rứa, đó là một cái danh từ của địa phương Huế. Cây khô xuống nước cũng khô, phận nghèo đi đến chỗ mô cũng nghèo. Chúng ta là những người tạo ác nghiệp nhiều, tâm của chúng ta hướng về cái điều ác nhiều, cho nên cứ quanh quẩn trong bốn khổ cảnh, đó là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh và Atula. Dù đó là một người đã xuất gia, nhiều người quá cả xa, họ xuất gia trên hình thức, nhưng mà ác hạnh không nhiếp phục, tức là không từ bỏ những điều ác, không hướng tâm về điều thiện, mà do những cái ác hạnh đó đưa họ đến nơi khổ đau. Khổ đau không phải là sau khi chết, mà chính trong kiếp sống hiện tại này, do cái ác hạnh mà mình xu hướng theo, hoan hỷ, thỏa thích theo những cái điều đó, để rồi chính trong cái hiện kiếp này họ cũng đã bị khổ, chứ không phải nói là sau khi chết mới sanh địa ngục. Thì như vậy ở đây, trên hình thức, dù đó là bậc xuất gia hay là một người tại gia cư sĩ giàu sang phú quý, ăn trên ngồi trước trưởng giả, coi như chúng ta đừng có nhìn cái hình thức đó, mà hãy hướng về cái nội tâm của người ta để xác định người này là thiện hay là ác, thiện trí thức hay là phi thiện trí thức. Dù đó là một cái người đầu tròn y vuông, là một bậc xuất gia, nhưng mà chúng ta cũng hiểu rằng xuất gia có nhiều cách xuất gia, có sáu phương pháp để đi xuất gia, có sáu điều kiện để đi xuất gia, nhưng mà chỉ có một điều kiện, như trường hợp ngài Bồ Tát trong cái kiếp cuối thấy bệnh lão tử tăng, ngài mới đi xuất gia. Còn chúng ta không thấy được cái vấn đề bệnh, không thấy được cái bệnh, cái vấn đề tử, không thấy được cái bệnh lão,
tức là sự vô thường chi phối chúng ta chưa có thấy rõ, rồi sự khổ đau dằn vặt chúng ta cũng không có ý thức, và chúng ta đắm say vào trong ngũ trần, để rồi con đường đi xuống nhiều hơn là đi lên. Cho nên nói cái từ các ké là mẹ kỳ nhông, kỳ nhông là ông kỳ đà là cha các ké, vân vân. Tức là từ địa ngục đến ngạ quỷ, đến súc sanh, đến Atula, trong bốn cái khổ cảnh đó chúng ta cứ xoay chuyển, và chúng ta xoay chuyển lăn lộn ở trong bốn khổ cảnh đó không có lối thoát. Và cái đó là do cái gì? Do vô minh và ái dục, cho nên chúng ta mới tạo ra nhiều cái ác nghiệp như vậy. Vô minh và ái dục nó làm thẩm thấu, nó làm cho tâm của chúng ta đắm say vào đó. Cho nên cái câu nói cây khô xuống nó cũng khô, phận nghèo đi đến chỗ mồ cũng nghèo. Cái sự huân tập của chúng ta trong ác pháp, để rồi chúng ta cứ lăn trôi trong bốn khổ cảnh này. Dù đó là người xuất gia, nhưng mà chỉ xuất gia trên hình thức, còn cái tâm của người ta vẫn hưởng những ngũ dục của thế gian. Và thế là đi chung với nhau, đi chung với nhau. Như Ngài Hòa Thượng Giới Đức nói là đi xuống cái địa ngục để mà hưởng nhàn, xuống địa ngục để mà hưởng nhàn, tức là đi cho có bạn, tức là rủ nhau tạo những ác nghiệp để rồi đồng cam chịu khổ trong khổ cảnh. Cũng giống như những cái người mà khi cha mẹ sinh mình ra chỉ có bạn bè hiểu chúng ta và kết làm bạn tri kỷ, kết giao với nhau, không cùng sanh một năm, một tháng, một ngày, nhưng mà nguyện chết cùng một năm, một tháng, một ngày, một giờ, gọi là cùng chết với nhau. Thì họ nói như vậy có đúng không? Đồng cam chịu khổ trong vấn đề tri kỷ, trong vấn đề thề tốt như vậy, nhưng mà rồi họ có rủ nhau chết một lần không? Đó chẳng qua là cái hình thức để cho chúng ta thấy rằng nói cho nó vui, nói cho nó hay. Cũng giống như những cái người đúng rồi, ngu sao nào. Cũng giống như những cái người Ngài nói ra là coi như hay lắm. Tôi là Phật tử, tôi là đã quy y, tôi là người đã thọ trì quy giới, nói ra luôn luôn là đề cao Phật giáo thế này thế kia. Nhưng mà sao? Miệng niệm Nam Mô nhưng mà bụng thì một bồ giao găm. Thì như vậy sao? Mở cửa địa ngục mà đi hướng nhàn. Tức là trên hình thức chúng ta ngộ nhận, và nội dung của người ta thì hướng toàn về những việc ác, những việc xấu, những bất thiện. Thì đây là điều mà chúng ta ghi nhận. Thời gian sinh hoạt thì chúng tôi xin phép quý vị hôm nay cá nhân của chúng tôi phải có vấn đề, cho nên phải đi sớm một chút, nghỉ sớm một chút, nhưng mà quý vị cứ sinh hoạt tự nhiên cho đến hết giờ. Đây là chuyện cá nhân của chúng tôi, cơm áo gạo tiền kinh tế của chùa, và phải đi thì quý vị thông cảm ha. Rồi xin phép từ biệt quý vị, chúc quý vị vui vẻ và cứ tiếp tục sinh hoạt cầu Phật ngôn này ha. Rồi xin mời Sĩ Nhật Quỳnh. Alo, Sĩ Nhật Quỳnh đâu rồi? Rồi Sĩ Nhật Quỳnh. Dạ, sa thú, con xin thay mặt đạo tràng thành kính tri ân Ngài Trí Đức đã từ bi giảng dạy từ vựng cũng như duyên sự cấp pháp của kinh số 307. Dạ, cảm ơn Như Quang cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Một lần nữa chúng con thành kính đảnh lễ tri ân Ngài, và con cũng thay mặt đạo tràng chúc Ngài thượng lộ bình an. Rồi bây giờ sao quý vị? Vắng chủ nhà thì
gà mọc đuôi tôm hay là gà quậy niêu tôm quý vị. Quỳnh Chánh Tâm là vắng chủ nhà là gà mọc đuôi tôm hay là gà quậy niêu tôm. Dạ, quý vị cho cái câu này đi, cho như Quỳnh hỏi câu này đi. Sao là đúng? Alo, alo. Sao là đúng? Quỳnh Chánh Tâm, Quỳnh Quang đâu rồi? Dạ, ở trong này có hai Quỳnh bự nè. Dạ, hai Quỳnh bự có nghĩa là à có Giang Nhật Hà nè. Rồi, vậy là sao hả? Vậy là vậy đó, vậy là trả lời cái câu đó đi. Tại vì thường ở Việt Nam mình đó. Rồi, thấy bàn tay Quỳnh Chánh Tâm mà cho Nhật Quỳnh nói hết câu nha. Mọc đuôi tôm à? Rồi, một người mọc đuôi tôm. Tại vì ở Việt Nam, Nhật Quỳnh, lúc trước đó Nhật Quỳnh nghe vắng chủ nhà, gà mọc đuôi tôm. Nhưng mà sau này thì khi mà vào đạo tràng học thì nó không phải vậy, nên giờ ý kiến quý vị coi phải gà mọc đuôi tôm hay là gà quậy niêu tôm nha. Vọc niêu tôm à. Rồi giờ mời Quỳnh Chánh Tâm nha. Dạ, kính chào cô Nhật Quỳnh và kính chào cả lớp ạ. Hôm nay sư không có nhà thì mình cứ quậy đi, quậy cho cả lớp đi, lên ca lên kệ gì quậy cho nó vui, khỏi mắc cỡ. Có sư thì mình mới. Bây giờ mới kể lên kệ đi, đâu gì đâu, trong lớp mới vui mà, quậy luôn. Ai cứ kệ thì cứ sai kệ, kệ gì cũng đâu có sao đâu, mình cứ kệ được rồi, cho vui rồi nó từ từ mình quen cái mình nó lì với ông trai không bằng lì với ông mình biết nó lì cái nó lúc nào em là cái gì em lúc đầu em hơi nhát ghét hoài em lên ngoài em kệ nó, sai cười cũng vậy thôi, mình đừng cái chấp cái tôi mình vô ha, mình bỏ cái tôi mình vô cái nó quỳ lắm, mình kệ nó tao phải mình đâu ngủ quẩn mà phải không, thì cứ lên đi vui vẻ là được rồi thôi, em chỉ nghĩ vậy thôi, em xuống để trả lời cô Nhật Quỳnh ha, cảm ơn ha. Dạ, sao thú kính cảm ơn Quỳnh Chánh Tâm. Có nghĩa mình quậy là sao biết không hà? Vậy có nghĩa là bây giờ ngài đi rồi, ngài còn lại hơn 30 phút thì mình có quyền giờ ngài đã dạy học rồi nên bây giờ mình có thể đưa bài lên, Quỳnh đưa bài lên. Vì nào mà còn mình cảm thấy mình đọc chưa có an tâm, cứ lên đọc. Nếu có ngài ở room thì ngài nói giới hạn mỗi người đọc 2 lần thôi và không được nói gì hết, nhưng mà giờ ngài đi rồi nên bây giờ Nhật Quỳnh xả cản cho quý vị. Quý vị nào muốn đọc 5 lần cũng được, 6 lần cũng được luôn, đọc sao mà mình cảm thấy mình thông thôi. Tại vì bữa thứ ba đó Nhật Quỳnh đọc không có thông, Nhật Quỳnh đọc phải 3 lần nghe mới xuôi, là bị ngài cho ăn cháo lương rồi đó, quý vị có thấy không? Đó, nên là bữa nay ngài đi rồi, ý Nhật Quỳnh nói vậy là vậy vậy đó. Vậy là mình có thể đọc được nhiều lần, ngài không có rầy. Tại vì ngài cầu cho mình đọc nhiều lần để rung sinh hoạt cho đủ giờ. Đó là mình quậy vậy đó. Dạ, mời Xích Kim. Kính chào quý vị đạo tràng. Bữa nay tôi đi làm răng đó, kết thúc đây cái gần đào quá không nói được nhiều. Mà quý vị thấy không, sư ấy, sư là vua chỗ đây ấy, sư muốn nói sao cũng được à. Từ con cóc sư qua nói con ếch, trời ơi. Rồi tới kỳ đà con cắt ké con kỳ nhân cháu cắt ké, nó vòng vòng cũng như đó à. Sư muốn nói sao cũng được à, quý vị thấy không? Rồi có những câu như là thất bại là mẹ thành công, cái câu đó không có đúng. Tại vì tôi thấy có nhiều người thất bại nhiều lắm, đâu có thành công gì đâu, còn thê thảm nữa, thất bại còn thê thảm nữa. Nhưng mà sau cơn mưa trời lại mưa nữa, mưa tầm tã nữa, còn gió bão nữa, chứ đâu có bao giờ mà luôn luôn là sau cơn mưa trời lại sáng đâu ha.
Đó. Rồi sư nói vậy cũng như là sư nói cây khô tưới nước cũng khô, đi đâu về đời người nghèo đi đâu cũng nghèo, đâu có đúng đâu. Tôi thấy có những người mà hồi đó ở Việt Nam á, người ta nghèo khổ, nhưng lúc người ta qua Mỹ người ta chỉ cần đầm neo đầm này thôi người ta cũng giàu có rồi. Cái đó không có đúng đâu, không bao giờ đúng những câu đó trơn hết. Nhưng mà sư muốn nói sao kệ sư. đâu có sao đâu. Cái lưỡi xong sư nhiều đừng bắt léo mà. Rồi có nhiều khi sao con mưa mưa nữa đó trời, không có sáng nổi đâu. Không phải lúc người ta thường nói vậy, người ta mong như vậy, nhưng có thấy nhiều khi mưa rồi tới bão nữa tùm lum hết trơn á. Còn có một câu nữa. Nhưng mà tôi biết cái câu mà dấn chủ ngà gà mọc đuôi tôm đó là không có đúng. Tại lúc mà còn nhỏ đó, tôi có học lúc đó thì cô giáo Việt Văn có nói tôi là cái đó không có đúng. Vắng chủ nhà gà vọc niêu tôm, đó là câu nói của cái người ngoài Bắc đó. Thì ngoài Bắc đó, thì đồ biển đó, nó mắc tiền, tôm vậy đó, cơm cua thì nó mắc tiền hơn mấy món khác. Thì con gà làm sao mọc, con gà mà mọc đuôi tôm thì con gà bự cái đuôi tôm có chút xíu, có gì đâu đẹp đâu, có gì quay đâu. Mà có nghĩa là con vắng chủ nhà gà vọt niêu tôm, tức là hồi đó nấu đồ ăn để trong bếp đó, không có để tủ lạnh, không có tủ lạnh đó, ngày xưa đó thì để đó những con gà nó cứ vô bươi móc nó ăn thì nó vọt niêu tôm, chứ không phải là nó mọc đuôi tôm đâu. Tại nói nghe giống vậy là cái câu đó là không có đúng, là nó vọt cái niêu tôm, cái người Bắc nó nói cái giọng đó đó. Còn bữa nay nói cái câu này thì cái ác hạnh, ai mà làm điều ác hạnh do thân khẩu ý thì do cái thân khẩu ý, do những là cái tâm của mình á. Có nhiều người nói tại vì họ thích nói, họ vui họ nói, nhưng mà có nhiều người người ta nói người ta không có ám cái chị đó, mà họ lại nghĩ qua cái chuyện mà khác, họ nghĩ rằng người ta bươi móc họ để gì, thì cái đó là do cái tâm của mỗi người, cũng do mỗi cái nghiệp thôi. Thì tùy theo cái nghiệp, tùy theo cái tâm. Như một câu chuyện, mình coi một câu chuyện, một cuốn phim hay một cái gì, thì một người, mỗi người nghĩ thêm một cái điều khác. Tùy theo cái, nhiều khi cái đoạn cuối cái phim đó, thì nó không có rõ ràng. Nó cứ mà mờ mờ giống vậy, lưng lưng giống vậy. Thì mỗi người nghĩ theo một kiểu. Cái đó là do cái tâm, cái sự suy nghĩ, cũng như là cái nghiệp của mỗi người. Họ sống trong một môi trường nào đó, thì họ nghĩ giống như vậy thôi. Niêu là cái nồi, đúng là cái hỏi người Bắc, người Bắc nói cái câu này, cái này cái câu này là do người Bắc á. Người Bắc đó, họ cái tôm á, cái tôm xíu đó, như là tôm hùm đó, thì họ quý lắm, mắc tiền lắm, ít ăn lắm. Thì nó vật cái niêu tôm, nó đỡ hở ra, nó vật đi, nó quậy, nó phá cái nồi tôm đó. Thì cái đó cái này chắc chắn là lúc mà tôi học trung học đó, lớp tỷ thắc á, thì thắc ở lớp 6 á, thì cô giáo Việt Văn có nói qua câu này. Cũng như con người ta thường nói là giận quá mắt khôn, thật ra không có đúng. Mắt khôn mình mới quá giận. Tại vì mình mắt khôn nên mình mới giận chuyện đó. Như mấy đứa con nít quý vị thấy không, nó mình giả bộ mình gạt nó cái này kia, mà nó tưởng thiệt, nó nằm lăn ra xuống đất, nó dãy dụa, nó la, nó khóc, mà mình thấy nó mắc cười, thấy dễ thương, cái mặt nó nhăn nhăn như vậy. Nó đâu có biết đâu, thì nếu mà nó khôn ngoan, nó biết mình gạt nó đâu có thèm nằm dưới đất, nó nằm dạ đâu. Thì con người lớn cũng vậy, biết người khác gạt mình, họ đâu có để cho người khác thấy cái sự mà xấu xa của mình đâu, họ sẽ giấu kỹ đi. Thì cái câu đúng là mắc cái trí khôn á, mới giận, chứ thật ra giận quá mắc khôn là không đúng. Đó là mắc khôn mới quá giận thì đúng hơn. Đại khái nói giống vậy. Cái này hồi nãy bớt rau răng thôi, để đọc câu kinh kệ, nhường lại cho ai muốn nói gì đi. Tôi cũng phải đi làm công chuyện nữa. Ủa, cái tờ giấy đọc nó mất tiêu rồi đó. Cái kinh đi coi, đọc coi ha. Đọc câu này đi. Tưởng sư bữa nay sư dẫn lên nói chuyện với sư. Đâu 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 không bao giờ mà thất bại làm là mẹ thành công hết, chưa chắc.
tôi thấy có những người mà thất bại qua những cái kinh, thất bại là kinh nghiệm thì đúng hơn, sau những lần thất bại đó mình có nhiều kinh nghiệm hơn thì cái lần tới mình làm nó sẽ tốt hơn. Nhưng đó đối với người mà người ta biết học hỏi, người ta biết sửa chữa, nhưng đối với người mà họ tự cao tự ngại, họ cứ nghĩ rằng họ đúng đó, thì chưa chắc họ sửa được đâu, họ không có học bài kinh nghiệm đó đâu, mà họ làm còn tồi tệ hơn nữa. Thì theo tôi nghĩ giống vậy, thì cái thất bại là một cái sự kinh nghiệm của mình thì tốt hơn, qua cái trải qua một cái điều đó thì đúng hơn, chứ thất bại là mẹ thành công, là họ ám chỉ vào một cái điều khác đó. Đâu ai mà thất bại đâu, cũng thấy có nhiều người thua keo này bày keo khác là cũng tự trách bị thương thôi, chứ đâu có được cái gì đâu. Yeah, thôi để tôi đọc cái đời xuống nha. Quý vị có, tôi không biết quý vị muốn tôi nói gì nữa. Từ giờ bớt đau răng đi. Hồi nãy chích thuốc tê nó ê quá, cái miệng nói không được, bây giờ miệng nói được đó. Hãy đọc cái câu này cho nó vui đi, xuống cậy luôn ha. Kha sa quá khăn thà, pa pa vô, pa pa tham ma, a san nhá ta, pa 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 phê, hi kham mê, hi nê râm tê, úp pa pa chá rê. Kha sa quát khăn thà pa pa ha vô, kha sa quát khăn thà pa ha vô, kha sa quát khăn thà pa ha vô, pa pa tham ma a san nhá ta, pa 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 phê hi kham mê hi ni ra yam tê úp pa pa chá rê. Kha sa quát khăn thà pa ha vô, pa pa tham ma a san nhá ta, pa 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 phê hi kham mê hi ni ra yam tê úp pa pa chá rê. Rồi xong rồi, trả lời đó, bây giờ đi nấu cơm làm ăn hả? Bà chúc quý vị được ăn vui nha. Dạ, sa thủ kính cảm ơn sư Kim. Nam mô Bích Tha. Dạ, dạ, quý vị trong đạo tràng có vị nào chưa trả bài thì kính mời bằng tay quý vị tự lên ôn bài đi quý vị. Dạ, rồi mời Quỳnh Phạn nha. Quý vị cứ đưa bàn tay mình lên, nhờ Quỳnh sẽ bớt lại lên cho quý vị ôm. À, ôm mà cảm thấy nhừng nhuyễn nào thì xuống, không sao hết. Miễn mình sinh hoạt trong câu Phật ngôn này là không có bị ăn cháo lương. Còn mình nói ngoài lề là mình ăn cháo lương, Ngài đi rồi nhưng mà Ngài vẫn có không ăn chìm theo dõi. Dạ rồi, mời Quỳnh Phạn nha. Dạ mô Phật, con kính chào đạo tràng. Bây giờ không có sư, con lấy can đảm con đọc nữa, có gì con sai thì đạo tràng sửa giùm cho con. Con mới lên lớp mà cũng được vài bữa thôi, nhưng mà có bữa đực thì bữa cái, không có học liên tục vì bận công chuyện nhà. Và bây giờ con xin đọc. À, có gì rồi mấy cô, mấy anh, mấy chị trong đạo tràng chỉ giùm cho con. Con rất là xa thú. Dạ, giờ con xin đọc. Kasa Wakantha Bahago Ba Bathamma Asanyata ba 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 be hi kham me hi ni ra yang te u ba bát cha re ka sa wakantha ba ha go ba ba am tham ma asanyata ba 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 bề hí khầm ma khầm mề hí á rí dằng tề ú bá rề ú bá ú bá ú bá bách cha rề. Dạ con xin xuống mít, con xin đạo tràng chỉ giùm cho con.
Dạ, em xin kính chào đạo tràng. Chào cô Như Quỳnh. Nãy em xin đọc. Quanh đọc cũng hay lắm rồi đó. Giờ đến phiên mình đọc thôi ha. Giờ đọc xong, đọc một câu rồi bắt đầu kể ha. Dạ, đọc xong rồi tập kể luôn. Cast. Ok. Đợi. Ok. Kasa bhakkan tha bahavo pa pa ta ma asanyata pa 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 behi kamehi nigacham te uppat patjare. Bây giờ xin kể tập kể nha. Nếu có gì tha lỗi giùm ha. Kasa bhakkan tha bahavo Papa tama asanyata papa pape hikamehi niga jamte upat patyare kasavakan tabahavo papa tama asanyata papa pape hikamehi niga jamte upat Jare, nhà sinh xuống à. Dạ, sa thú kính cảm ơn Huỳnh Chánh Tâm, cảm ơn Huỳnh Phan. Thấy Huỳnh Phan không có sư rồi bộ đỡ luôn. Thành ra đọc rồi giỏi hơn luôn đó nha. Hà đọc nữa không Hà ơi? Chị Meta xích niệm từ. Sú Khá còn trước máy không Sú Khá ơi? Dạ, kính mời đạo tràng. Mời vị nào? Thiên Vũ nữa nè. Hà nữa nè, xin mời quý vị. Mời bàn tay quý vị. Mời những bàn tay xinh đẹp. Dạ, sa thú niệm từ. Dạ, Nam Mô Bụt Tha Giá, Nam Mô Tham Ba Giá, Nam Mô Sang Kha Giá. Con kính đảnh lễ chư tôn đức trân trong đạo tràng, con kính chào đạo tràng. Dạ, cảm ơn Thiên Vũ và dạ. Con xin kệ cầu pháp cú số 307. Cảm ơn Sức Nhật Quỳnh nha. Kasa wa kan cha ba ha wo pa pa tham ma a san nya ta pa 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 pe hi kham me hi Nirayante upapacchare kasavakantha bahavo papathamas asanyata bababhehi kammehi Nirayante upapacchare. Nhiều người khoác cà sa hạnh không nhiếp phục, người ác do ác hạnh phải sanh cõi địa ngục. Dạ, ban chuyển ngữ của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ, xin mời đạo tràng lên ạ. Cảm ơn đạo tràng nhiều. Alo, mạnh dạng lên đi quý vị. Nhật Quỳnh thấy quý vị rất là giỏi luôn đó nha. Cái này thì Nhật Quỳnh nó thiệt đó, không có nịnh người nào hết nha. Hồi xưa đó thì Nhật Quỳnh cho đọc, nên đọc đi qua. Hồi xưa mà Nhật Quỳnh vô học, Nhật Quỳnh ngồi mãi luôn đó. Rồi mới dám lên cầm mic, mà cầm mic đó quý vị biết không? Rung, trời ơi, tay chân lạnh ngắt luôn á. Quý vị bây giờ là quá giỏi luôn rồi. Rồi mời qua đọc đi nha, cứ mạnh dạng đọc đi. Mình cầm mic mình đọc hoài thì mình sẽ tự biết mình sai chỗ nào, rồi mình nghe lại những vị khác, đừng lo. Bây giờ ở đây không có ai rầy hết, cứ việc đọc nha. Hello. Dạ con đọc nghe cô. Dạ kasa wakantha bahavo pa patthamma asanyata pa 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 pehi kammehi
Nirayan te upapa chare. Như vậy mà đọc một lần chạy xuống mà trời sao kỳ vậy, công tình cầm mít lên đọc phải 2-3 lần chứ học có 1 lần à. Chuyện đi quý vị. Chuyện đi, yeah, chuyện quan đi chứ để dặn gian quá ai chịu được không. Dạ, trong khi chờ đợi những bàn tay của quý vị nha, Nhật Quỳnh xin đọc trước nha. Nãy giờ Nhật Quỳnh chưa được trả bài, để Nhật Quỳnh trả bài giờ Nhật Quỳnh kể rồi mời Hà lên nha. Dạ, bây giờ đạo tràng có nghe được âm thanh Nhật Quỳnh không? Nãy giờ lúc này cái máy của Nhật Quỳnh, đừng trì Nhật Quỳnh vậy, nó lu bu quá. Hồi nãy tội nghiệp chị bách ta lắm. Nhưng mà chờ hả chị vô đạo tràng mà 10-20 phút không vào được. Cuối cùng Nhật Quỳnh phải đề nghị với ngài là đóng room, Nhật Quỳnh mở room chị mới vào được. Nên mà đường truyền của chị bữa nay nó yếu quá. Nên là rất là tội nghiệp cho chị luôn. Dạ, cảm ơn đạo tràng cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu nha. Tha gì không có tha đâu, có làm gì ai làm gì đâu mà tha, lên đọc bài để cho mạnh dạng lên mà tha gì, có ai ăn cho ăn đòn đâu mà tha, phải không quý vị. Hà này nói thiệt tình luôn đó nha. Dạ, Nhật Quỳnh xin được đọc nha. Ca sa quát cạnh tha ba ha vô ba ba thầm ma a sanh nha ta bà 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 bê hi cầm mê hi ni ra dặn tê ư bắp bắp cha rê ca ca sát cạnh tha bá ha vô bà bà thầm ma a sanh nha ta bà 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 bê hi thật hi cầm mê hi ni ra dặn tê ư bắp bắp cha tê ca ca quát cạnh tha bá ha vô bà thầm ma a sanh nha ta bà 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 bê hi cầm mê hi ni ra dặn tề ư bắp bắp cha rê. Nhiều người khoác cà sa ác hạnh không nhiếp phục, người ác do ác hạnh phải sanh cõi địa ngục. Dạ, đây là bản kiến ngữ của ngài Hòa thượng Minh Châu. Dạ, con xin được kệ ạ. Cà sa hoa canh tà ba ha vô bà ba thăm ma à sẵn nha ta bà ba ba bê thì cam mê hi đi ra văn tê ừ ba ba cha rê cà sa qua canh là ba ha vương bà ba thăm ma à sẵn nha ta bà ba ba bê thì cam mê hi nị ra văn tê ừ ba ba cha rê. Dạ, Nhật Quỳnh xin đọc bản của Hòa thượng giới đi. Xuất gia tâm trạng xuất gia, bao nhiêu xấu ác trong nhà còn y, lòng đầy hư vượng sân si, mở cửa địa ngục mà đi hưởng nhàn. Dạ, đây là bản phổ thơ của Hòa thượng giới đức. Con thành kính đảnh lễ tri ân chư tôn đức. Nhật Quỳnh kính cảm ơn đạo tràng. Dạ, sa thủ mời Quỳnh chánh tâm. Dạ, yeah, em xin kính chào đạo tràng, xin chào cô Nhật Quỳnh. Em thấy giống như em cũng muốn Hà với Quỳnh Phần với anh Giang Dược Hà, mấy người đi lên, cũng như giờ không có sư đó, thì trong lớp participate together, thì nó fun hơn. Ở đó mình cũng ngại lắm à, cũng không có dám, nhưng mà viết lên thì cái nó kệ nó quen luôn. Ha, mình xin kệ một lần nữa ha, rồi có thể mời người khác lên kệ hay là đọc chơi vui nha. Dạ. Ca sa pha khăn tha pa ha vô pa pa ta ma a san nha ta pa 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 pe hi ka me hi ni ra cham te u pat pat ya re
Kasavakan tapavo papatama asanyata papapapehi kamehi nigajante upatpatyare. Dạ, xin mời anh Giang, Hà hay là Quanh lên participate together. Dạ, yeah. Mình xin xuống, cảm ơn các bạn ha. Dạ, yeah. Anh Chánh Tâm với cô Nhật Quỳnh nói quá nên phải giờ phải đi lên chứ con đâu có ngại đâu. Dạ, yeah, bây giờ con xin kể. Ca sa wa can tha ba ha vô ba ba tham ma a san nha ta ba 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 bê hi cam mê ri ra yang tê u ba bát cha nê. Dạ, con xin xuống chào cho người kế. Vậy mà cầm giống nghề chạy lần chạy xuống quanh đâu rồi kìa, có người có 1,001 người yêu cầu quanh lên kìa, quanh đâu rồi, còn trong Zoom không quý vị, anh còn trong Zoom không? Duyên ơi, Duyên 319 tuổi còn trong Zoom không, còn trước máy không? Duyên ơi, 319 tuổi rồi mà còn chạy vô trong đạo tràng được. Ô, mời Thiên Vũ nha. Dạ, em xin kính chào đạo tràng, em xin đọc cô pháp cú 307. Ca sa pa can tha pa ha vô ba pa tham ma a san nha tha pa 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 pe hi tham me hi ni ra yang te u pa pa cha re. Ca sa pa can tha pa ha vô ba pa tham ma a san nha tha pa 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 pe hi kame hi ni ra yang te upapap cha re. Em xin đọc bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Nhiều người khoác cà sa, ác hạnh không nhiếp phục. Người ác do ác hạnh phải sinh cõi địa ngục. Dạ, em xin xuống mic ạ. Dạ. Sa thú, xin cảm ơn Thiện Vũ. Dạ, bây giờ nếu mà quý vị mà không còn đứa bằng tay xinh đẹp mình lên nữa, Nhật Quỳnh xin phép quý vị nha. Nhật Quỳnh xin hồi hướng đóng đun sớm, quý vị có chịu không? Dạ, trong đạo tràng có chịu không? Dạ, có chịu cho Nhật Quỳnh đóng đun sớm không? Ok phải không? Rồi, cảm ơn. Cảm ơn Chánh Tâm chứ giờ. Không ai chịu đưa tay hết làm sao bây giờ. Mà Giang nè, có đi lên được không? Có cầm mic được không? Dạ, thấy bây giờ trở lại máy rồi, có cầm mic được không? Dạ, vậy thì thôi ha quý vị. Dạ, bữa nay mình nghỉ sớm này ha. Dạ, Nam Mô Bích Tha. Dạ, chúng con thành kính đảnh lễ dân hòa phước mà trong buổi học ngày hôm nay chúng con đã trong sạch tạo được, thành tâm dâng đến với chư thiên hộ trì chánh pháp, cầu mong quý ngài hoan hỷ tùy hỷ độ giáo pháp Đức Phật Gotama được bền vững lâu dài. Chúng con cũng kính dâng quả phước này đến với tất cả chư thiên phạm thiên sắc giới, chư thiên dục giới và tất cả chư thiên trong 10 muôn triệu thế giới Sa Bà, nhất là vua trời Đại Thích cùng tứ đại tiên vương, tất cả chư thiên chúa Diêm Vương và tất cả chư thiên xung quanh nơi đây, chư thiên xung quanh những ngôi chùa, chư tăng ni hiện diện trong Rôm Phật giáo Nam truyền, nhất là xung quanh chùa Ngọc Đạt. Chư thiên xung quanh nhà chư Phật tử hiện diện trong Rôm Phật giáo Nam truyền, cầu mong quý ngài hoan hỷ thọ nhận phần phước này. Sau khi các ngài thọ nhận rồi, xin hậu độ chư tôn đức, pháp thể kinh năng, bồ đề tâm kiên cốt, đạo quả sớm viên thành, và cũng do quả phước này trợ duyên chúng con phát sanh trí tuệ để chúng con tu tiến sớm đạt đạo quả giải thoát.
Cuối cùng, chúng con xin chia quả phước này đến tất cả chúng sanh ba giới bốn loài. Xin hãy hoan thị thọ dụng bằng điều nhau cả thảy. Y đăng quân nhân nipanas sabbat cha yo ho tu. Y đăng quân nhân nipanas sabbat cha yo ho tu. Y đăng quân nhân nipanas sabbat cha yo ho tu. Một lần nữa chúng con thành kính đảnh lễ tri ân chư tôn đức. Quý ngài đã quan lâm vào rum chứng minh cũng như giảng dạy cho chúng con học những câu Phật ngôn để chúng con được sự lợi ích ngay hiện tại và được sự an vui lâu dài. Chúng con thành kính đảnh lễ dân quả phước chúng con đã tạo được. Đến với quý ngài cầu mong phước này trở ngài an vui trong đời sống phạm hạnh, thân tâm luôn an lạc, thành tựu đạo quả y như ý nguyện.